Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức? Em nghĩ gì về nghệ sĩ Anh Đức? Em nghĩ gì về diễn viên Anh Đức? Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức? Em nghĩ gì về diễn viên Anh Đức? Anh Đức ít có bao giờ quan tâm tới cái chuyện nhan sắc của mình lắm, cho nên cứ hay bị chọc ghẹo hoài. Chọc ghẹo hoài. Chị Thanh Mai giúp đỡ anh Đức rõ ràng là có hiệu quả. Khi mà có hiệu quả như vậy thì con trai thì đã thích vậy rồi, thì huống hồ gì là phụ nữ. Em không thể để người khác xúc phạm nhan sắc của anh được nữa. À, anh Đức là một người đàn ông vừa đẹp trai mà lại vừa tinh tế nữa. Anh Đức đẹp trai em mới về đợi anh Đức thôi. Không còn trẻ nữa. Anh đắp mặt nạ đẹp hơn là tháo ra mặt rỗ quá, mặt rỗ quá. Cải thiện nhất là cái đuôi rồng của anh. Rờ vô cái mặt của mình nó săn lên. Đã làm 6 tháng rồi thì bạn diễn như khán giả và gia đình cũng thấy là anh trẻ hơn. Anh là trẻ nhất luôn á. Cảm giác như mình trẻ. Quá trẻ. Các em, các cháu nó hay gọi đùa chó mặt xệ. Anh Tài cũng tới làm, tại cái mặt của ảnh xệ hơn em. Thấy là cái cung chân mày nó nâng lên, cứng lên so với bên này. Mình đang trẻ, mình làm sao mình giữ hoài cái làn da nó không có nhìn thấy cái lão quá. Anh Tài luôn luôn lúc nào cũng đẹp trai, cơ bắp rất là đầy sức khỏe, trẻ trung nữa. Mỗi chương trình mà càng gặp lại anh Tài thì càng thấy anh Tài trẻ, không có thấy già bao giờ cả. Để Tài nói cho mình nghe, Tết năm nay Tài vẫn còn trẻ